Chiều ngày 9 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc với đối tượng Đặng Văn Ân, 41 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Ánh Thi, địa chỉ khu số 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước để điều tra về tội buôn lậu. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Đặng Văn Ân. Theo tài liệu của Cơ quan Điều tra, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Đặng Văn Ân đã sử dụng pháp nhân là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Ánh Thi mở 23 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Trân Thành để nhập khẩu tổng cộng hơn 3.232 tấn hạt điều thô với giá trị hơn 140 tỷ đồng. Theo hình thức nhập nguyên liệu xuất hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất. Nhưng sau đó, Đặng Văn Ân chỉ xuất khẩu 79,38 tấn nhân điều, tương đương 396,9 tấn hạt điều thô, thu được hơn 17 tỷ đồng. Số hạt điều thô còn lại, Đặng Văn Ân không dùng xuất khẩu mà tự ý chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính. Hành vi buôn lậu của Đặng Văn Ân đã vi phạm khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự. Khám xét nơi ở và làm việc của Đặng Văn Ân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thu giữ một số tài liệu và vật chứng liên quan đến vụ án.